Đây là con cá mập thông minh nhất mà tôi từng thấy. Để thoát ra khỏi trạm nghiên cứu, nó đã húc mạnh vào tấm rào sắt, sau đó dùng những chiếc răng sắc nhọn căng đứt dây thép, chẳng mấy chốc nó đã tạo ra được một cái lỗ, cứ vậy dễ dàng bơi khỏi lồng nuôi nhốt. Mấy cặp đôi này đang đi chữa lành ngoài biển, nhưng khi chuẩn bị làm cái chuyện ấy, thì đột nhiên chiếc du thuyền xảy ra chấn động, khiến cho chai rượu cũng vì thế bị đổ. Tuy nhiên bốn người vẫn chẳng mấy bận tâm, mà chỉ cho rằng biển động mà thôi. Nhưng ngay sau đó như có thứ gì bên dưới đáy thuyền bọn họ, lúc này cả đám mới bắt đầu hoang mang. Đột nhiên một con cá mập lao lên húc thủng con thuyền, làm cho toàn bộ người phía trên rơi xuống biển, khiến mọi người vô cùng sợ hãi cố gắng bơi lại thuyền. Con cá mập thì cứ bơi lảng vảng bên ngoài, nó sắp sửa biến tất cả bọn họ thành bữa ăn. Nhưng đúng lúc này một người đàn ông xuất hiện, thành công bắn dây móc khống chế con cá mập ấy lại. Thì ra con cá mập này chẳng may bị sổng từ một phòng nghiên cứu ra. Chuyện này nhanh chóng lan tràn khắp các mặt báo. Để điều tra sự việc, Franklin đã được cử đến hiện trường. Ông là người đại diện của các chủ đầu tư của phòng nghiên cứu. Ở đây Susan giải thích, con cá mập bị sổng có tên Marco. Họ đang lấy nó để nghiên cứu chế tạo một loại thuốc chữa bệnh Alzheimer, nhưng không hiểu tại sao con cá mập lại có thể thoát ra được. Đến đây Franklin nghĩ rằng có thể do lưới rào bảo vệ ở viện nghiên cứu không tốt, nên con cá mập mới có thể thoát ra. Để chắc chắn, ông đã trực tiếp ra xem lồng nuôi nhốt. Lúc này con cá mập Marco cũng đang được thả lại lồng. Đột nhiên Franklin phát hiện Carter vẫn đang bơi tung tăng dưới nước, làm ông sợ hãi gào thét cảnh báo anh có cá mập. Thế nhưng Carter không những không sợ, mà còn trực tiếp chơi đùa với con cá mập ấy. Anh chàng thậm chí còn giúp nó lấy tấm biển số mắc trong mồm nó, rồi sau đó mới lên bờ chào hỏi Franklin. Lúc này anh cũng tiết lộ bản thân rất hiểu cá mập, nên mới dám tiếp xúc gần bọn chúng như vậy. Tiếp đó Carter đến tìm người bảo vệ, hỏi anh ta hôm xảy ra tai nạn có phải đã quên đóng cửa lồng, làm con cá mập bên trong thoát ra. Thế nhưng người nhân viên ấy lại chắc chắn đã đóng cửa rồi, hơn nữa còn kiểm tra rất kỹ mấy lần, nên tuyệt đối không có chuyện chưa đóng cửa. Điều đó làm cho Carter cảm nhận có điều không ổn, bởi nếu như vậy thì con cá mập thoát ra kiểu gì, nó không thể nào vượt qua hàng rào cao 2 mét được. Thế là đợi khi họ cho đám cá mập ăn, Carter đã một mình nặn xuống nước để quan sát. Kết quả bất ngờ phát hiện đám cá mập có những hành động lạ, bọn chúng tổ chức tấn công con mồi theo bầy. Đây là trường hợp anh chưa bao giờ thấy, biết chắc rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Anh đã đi thông báo chuyện này cho Susan biết, nhưng cô lại cho rằng anh đã quá đa nghi. Đã thế còn cảnh báo anh không được tiết lộ bất kể chuyện gì cho Franklin biết, nếu không muốn mất việc tốt nhất hãy giữ im lặng. Họ vẫn sẽ tiến hành nghiên cứu như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc của anh lúc này là làm tốt nhiệm vụ của mình. Nghe thấy vậy Carter cũng không dám nói thêm gì nữa. Đêm hôm ý họ sẽ tiến hành lấy mẫu để nghiên cứu. Carter có nhiệm vụ lặn xuống nước để gây mê cá mập, còn những người bên trên thì có nhiệm vụ giám sát, chỉ cần có bất trắc gì sẽ đưa anh lên. Nhưng khi anh vừa lặn xuống, hai con cá mập phát hiện ra liền điên cuồng lao đến tấn công, làm anh vô cùng sợ hãi tí đái ra quần. Sau khi lấy lại bình tĩnh anh mới rút ra khẩu súng gây mê. Ai ngờ vừa thấy anh hai con cá mập liền quay người bỏ chạy. Ngay sau đó hệ thống quan sát phía trên cũng mất liên lạc, khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Hóa ra hai con cá mập tự nhiên thông minh đột xuất, nó đã phá hủy toàn bộ máy quay bên dưới. Lúc này bên dưới Carter cũng tự mình hành động, anh trực tiếp mở cánh cửa bảo vệ mà đi ra bên ngoài. Sau đó cố tình tháo đèn để sang một bên dụ con cá mập, thấy ánh sáng nó lập tức lao tới tấn công. Chỉ đợi có thế Carter liền bắn súng gây mê nó, rồi cứ vậy dùng thang máy đưa nó lên khỏi mặt nước. Thấy anh mọi người vô cùng vui mừng, tiếp đó nhanh chóng tiến hành lấy mẫu vật để nghiên cứu. Susan điều khiển một chiếc máy đến điểm đánh dấu, rồi tiến hành lấy dịch nẽo con cá mập, sau đó nhanh chóng nhỏ dung dịch lấy được vào tế bào bệnh Alzheimer. Kết quả thật quá bất ngờ, những tế bào kia rất nhanh đã hoạt động trở lại. Điều đó có nghĩa nghiên cứu của họ đã thành công rực rỡ, làm cho mọi người vô cùng mừng rỡ vì họ sắp sửa giàu to. Tuy nhiên bọn họ không bao giờ nghĩ đến, việc nghiên cứu này đã làm đám cá mập biến đổi trở lên vô cùng thông minh. Đột nhiên lúc này con cá mập tỉnh lại, nó cứ vậy xin một cánh tay của anh đầu hói bên cạnh. Thấy thế Carter lập tức chạy tới tủ đồ, lấy súng để tiêu diệt nó luôn. Nào ngờ bên ngoài Susan đã nhấn nút để thả nó đi, bởi cô không muốn mẫu vật bị giết. Điều đó khiến Carter vô cùng tức giận, chỉ đành vội vàng thông báo tình hình cho đội cứu hộ đến đây. Thế nhưng mặt biển lúc này đang có bão, làm cho máy bay di chuyển vô cùng khó khăn. Theo ước tính phải mất 30 phút họ mới tiếp cận được trạm nghiên cứu. Lúc này tình hình của anh hói đã rất nguy kịch, cánh tay bị mất không ngừng chảy máu. Cứ tình trạng này e rằng sẽ không trụ được lâu. Không lâu sau trực thăng cứu hộ cũng tới nơi, do bão lên họ không thể nào hạ cánh, nên chỉ đành thả dây móc để đưa anh hói lên. Ai ngờ khi dây cáp kéo được một nửa thì nó lại dở trứng, đột nhiên mất phanh làm anh hói rơi thẳng xuống biển. Thậm chí chiếc trực thăng cũng mất lái mà đâm vào trạm nghiên cứu phát nổ, khiến mọi thứ lúc này chìm trong biển lửa, cả căn cứ gần như bị phá hủy. Đến khi vụ nổ qua đi mọi người mới loạng choạng bò dậy. Trong khi mọi người không biết anh hói đang sống chết thế nào, thì bên ngoài một con cá mập đã tóm được anh ấy. Nó cứ vậy ném anh vào tấm kính phòng thí nghiệm, khiến tấm kính lập tức rạn nứt. Thấy vậy Franklin mới bảo mọi người nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng vẫn không kịp, tấm kính cứ vậy vỡ tan làm nước bên ngoài tràn vào, chẳng mấy chốc đã ngập hết phòng thí nghiệm.
May mắn mọi người lúc này cũng sang được căn phòng khác, rồi hợp lực đóng cửa ngăn nước tràn vào, dưới bếp anh chọc chỉ có một mình. Anh đang cố bình tĩnh để tìm đường lên phía trên, ai ngờ con vẹt trên vai đột nhiên bỏ chạy, ngay sau đó dòng nước lũ ập xuống, cứ vậy cuốn bay anh chọc đi. Nhưng nguy hiểm hơn là dòng nước đã đưa theo con cá mập vào đây, thấy nó đang tiến lại chỗ mình anh mới vội vàng bỏ chạy, con cá mập thì cứ như tàu cao tốc lao tới. Rất may là anh chọc đã kịp trốn vào căn bếp, bị chặn bởi cánh cửa nên anh mới không bị nó phát hiện, tới đây cũng coi như tạm an toàn. Thế nhưng anh vẫn luôn linh cảm có gì đó dưới nước, qua đó đành vội vàng trèo lên cái kệ sắt, đột nhiên con vẹt đang ở gần đó bay ra làm anh hú hồn, thấy nó đang ở gần mặt nước anh mới giơ tay cứu nó, nhưng bất ngờ con cá mập lao lên đớp luôn con vẹt, qua sợ hãi khiến anh hói làm đổ luôn cả chiếc kệ sắt, anh cũng vì thế mà rơi xuống nước, không chần chừ anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mà con cá mập lúc này cũng đang lao tới, thế nhưng anh hói vẫn may mắn chui vào được chiếc lò nướng, tuy nhiên con cá mập vẫn không muốn từ bỏ, nó liên tục lao vào cửa để phá kính. Đen đủi thế nào lại động vào đúng nút mở lò, khiến cho nhiệt độ bên trong càng ngày càng tăng lên, biết rằng cứ ở đây kiểu gì cũng chết, thế là anh đành lấy chiếc rìu đang cầm trong tay bổ rách đỉnh chiếc lò, sau đó nhanh chóng trèo ra, rồi dùng hết sức nhảy qua con cá mập, cứ vậy bơi về phía cánh cửa, trước khi rơi đi anh còn rút bật lửa ném về phía chiếc lò, tiếp xúc với khí ga nó lập tức phát nổ, con cá mập lập tức đi đời. Trong khi đó bên này nhóm người kia vẫn chưa tìm được đường thoát, ai cũng muốn người khác phải theo mình, kết quả là chẳng ai chịu nhường ai. Cũng vì thế mà họ vẫn mãi mắc kẹt ở đây. Lúc này Franklin mới đứng ra tự nhận làm đội trưởng. Ông sẽ dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn này, đổi lại tất cả phải đoàn kết với nhau. Nhưng vừa dứt lời một con cá mập từ hố nước lao lên đớp lấy ông. Cứ như vậy Franklin đã trở thành thức ăn của nó. Còn mọi người thì sợ tái mặt, riêng chỉ có Carter là vẫn giữ được bình tĩnh. Anh tìm được một cánh cửa và mở nó ra, theo đường này họ có thể đi lên trên. Nhưng có điều phía trên vì vụ nổ trước đó vẫn đang cháy ngùn ngụt. Tuy vậy họ đã hết đường đi mà vẫn phải leo lên đó. Phía dưới con cá mập cũng đã hung bay cánh cửa, nó cứ vậy trực chờ có người rơi xuống. Đúng lúc này lại xảy chấn động, làm chiếc thang bị bật ốc mà ngả ra sau. Mọi người cũng vì thế bị đưa về sát mực nước, và không may một cô gái đã rơi xuống nước. Thấy vậy Carter mới liều mạng đu người để cứu cô ấy. Tuy nhiên con cá mập đã không cho điều đó xảy ra. Nó lao lên ngoạm chặt chân con mồi, chẳng mấy chốc hố nước đã chuyển sang màu đỏ của tiết. Thấy đồng nghiệp chết mà ai cũng suy sụp, không biết làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này, đột nhiên anh đầu chọc xuất hiện, dùng dây kéo mọi người lên an toàn. Khi cả nhóm đang đi ở hành lang, anh chàng Tom đột nhiên phát hiện ra tấm bản đồ. Theo như họ thấy thì chỗ này rất gần với thang máy. Bây giờ chỉ cần mở lại hệ thống điện thì tất cả sẽ được cứu. Tuy nhiên phòng điện lại ở bên dưới, nhưng đã hết cách họ vẫn phải liều một phen. Thế là Tom và Carter cùng nhau đi tới phòng điện. Khắp nơi đều đã bị ngập nước, làm cho việc di chuyển vô cùng khó khăn. Thậm chí họ còn phải lặn để tìm lối đi. Trong khi đó cá mập thì vẫn đang bơi tung tăng đi kiếm con mồi. Không lâu sau hai người cũng đã tìm thấy phòng điện. Tom nhanh chóng bật công tác khởi động thang máy. Nhưng vừa ra dấu thành công thì con cá mập đã lao đến, trực tiếp biến Tom thành bữa ăn của nó. Thấy vậy Carter cũng vội vàng quay đít bỏ chạy. Ngay khi con cá mập lao tới thì anh đã mở cửa thoát đi. Phía trên anh chọc cũng đã đợi sẵn, vội vàng kéo Carter lên khỏi mặt nước. Nhưng thấy Carter đi hai về một thì anh ấy cũng biết đã có chuyện. Điều đó khiến anh chọc vô cùng buồn về sự mất mát của Tom. Mà trong thời gian đó Susan lại một mình trốn đi tìm mẫu vật. Tuy sắp chết nhưng cô không muốn công trình nghiên cứu của mình bị hủy hoại. Rất nhanh con cá mập đã phát hiện ra cô. Nó lập tức lao đến cắn xé. May mắn cô gái vẫn kịp thời nhảy lên bàn. Tuy nhiên mẫu vật lại chẳng may rơi xuống nước, mà con cá mập lại cứ lảng vảng quanh đó, khiến cho Susan vô cùng điên tiết. Cứ vậy đứng dậy giật đứt sợi dây điện trên trần nhà. Đợi khi con cá mập ngoi lên cô liền cho nó ngậm sợi dây điện. Kết quả nó đã bị giật cho khô người. Tuy nhiên mẫu vật cũng vì thế mà bị phá hủy. Thế là công sức bấy lâu nay đều đổ xuống sông xuống biển. Nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng đó mà quay lại đoàn tụ với hai người kia. Cũng vì sự cố gắng của Tom mà họ đã dùng được thang máy. Ba người lúc này chỉ còn cách cánh cửa ra một khoảng. Đến nơi Carter liền mở cửa, rồi cả ba dùng hết sức ngoi lên mặt nước. Thế nhưng con cá mập cũng đã đợi sẵn, thấy bọn họ nó liền lao tới tấn công. Và người đen đủi dính đòn là anh đầu chọc. Tuy rằng cả thân dưới đang bị hàm răng con cá kẹp chặt, nhưng anh chọc vẫn không hề bỏ cuộc. Anh lấy chiếc thánh giá đeo trên cổ mà đâm vào mắt cá mập, làm nó đau đớn chỉ đành nhà anh ra. Cuối cùng sau bao nỗ lực anh cũng lên được mặt nước. Ngay lập tức Carter cũng kéo anh lên bờ. Còn Susan sau đó cũng giúp anh băng bó vết thương. Lúc này con cá mập vẫn đang liên tục hút vào tường rào tính thoát ra đại dương. Thấy vậy Carter quyết tâm phải tiêu diệt nó. Susan đến bây giờ cũng không phản đối nữa. Rồi bọn họ chế một quả bom điện bằng súng gây mê. Thế nhưng Carter đứng ngắm mãi mà chẳng thấy nó ngoi lên. Hóa ra con cá mập đang bận cắn đứt lưới thép để thoát ra ngoài. Biết không còn nhiều thời gian, Susan mới dùng một miếng kim loại làm bị thương ở tay. Sau đó nhảy xuống nước, ngửi thấy mùi tiết con cá mập lập tức quay lại. Thấy vậy Carter cũng vội nhảy xuống để cứu Susan. Thế nhưng anh vẫn chậm hơn con cá mập, cô gái đã bị nó sơi tái. Sau đó còn quay lại lao tới chỗ nam chính. Tuy nhiên anh đã kịp thời tránh né bám vào vây lưng của nó.
Trên bờ anh Chọc dù đang bị thương cũng cố cầm lấy khẩu súng, cố gắng nắm thật chuẩn mục tiêu, nhưng đen thế nào mũi lao lại xuyên qua vây mà găm vào đùi Carter, khiến anh bị nó kéo vút đi. May mắn trước khi nó lao ra biển anh đã kịp bám vào rào sắt, khi Carter vừa thoát khỏi con cá mập anh Chọc lập tức kích nổ quả bom, khiến nó cứ vậy nổ tan tành, thảm họa đến lúc này cũng đã kết thúc. Một trạm nghiên cứu chỉ còn Carter và anh Chọc may mắn sống sót. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.